Sáng ngày 26 tháng 8, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dẫn đầu hai đoàn bay khảo sát về công tác quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn có lãnh đạo các tỉnh Đông Nam Bộ, các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố xác định công tác quy hoạch có ý nghĩa rất lớn trong định hình và xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng. Việc thực hiện nghiêm túc bài bản công tác quy hoạch sẽ giúp định hướng, sắp xếp tối ưu về mặt không gian, lãnh thổ, đảm bảo một cấu trúc hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực. Một bản quy hoạch tốt sẽ giúp phân bổ phù hợp các nguồn lực, đánh thức các tiềm năng phát triển, là công cụ quan trọng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà các chiến lược phát triển đã đặt ra. Theo kế hoạch, lãnh đạo thành phố sẽ khảo sát các nội dung, việc điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, việc lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 4 nội dung cơ bản: phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, gồm các tuyến Metro 1 và 2, các tuyến giao vành đai 3, các kết nối với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quy mô của một đô thị trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ven sông, hướng biển, Cần Giờ xanh như một đô thị sinh thái ven biển.